Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 374 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, giảm 301 ca so với ngày 17 tháng 1. Đa phần là những ca ghi nhận trong các khu phong tỏa cách ly, trong đó huyện Yên Mỹ 101 ca, huyện Văn Lâm 77 ca, thị xã Mỹ Hào 49 ca, huyện Văn Giang 38 ca, huyện Quái Châu 29 ca, huyện Ân Thi 20 ca, huyện Kim Động 17 ca, thành phố Hưng Yên và huyện Vũ Cừ 14 ca riêng công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tề, thị xã Mỹ Hào và huyện Tiên Lữ từ ngày 6 tháng 12 năm 2021 đến nay đã ghi nhận gần 450 ca. Toàn tỉnh đang thu dung điều trị cho gần 4.000 ca bệnh F0 và hiện đang cách ly trên 11.800 người. Có 7 huyện thị xã đang điều trị F0 tại nhà.